Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2023, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Ngay từ đầu năm 2023, các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai đồng bộ và rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Điển hình là phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đã tạo khí thế sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực. Mỗi việc làm và hành động đã góp phần truyền lửa để cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Nổi bật là phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có 13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, có hơn 400 sản phẩm OCOP. Đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn khoảng 3,49%, vượt mục tiêu do Trung ương, tỉnh đề ra. Năm 2023, xã Quảng Bình đã hoàn thành một mục tiêu quan trọng, đó là về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được thành công này, Đảng ủy đã tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó lấy trọng tâm trọng điểm là phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, triển khai đồng bộ ở trên địa bàn toàn xã với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Với tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, tỉnh Thanh Hóa đã phát động và triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương đơn vị, gắn với thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2023, toàn tỉnh có 118 xã phường, cơ quan doanh nghiệp được công nhận danh hiệu kiểu mẫu. Mỗi đơn vị hoặc là khối thi đua, chúng ta phải căn cứ vào tính chất công việc, nhiệm vụ của mình được giao để chúng ta đề ra các cái phong trào thi đua ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị. Thực ra phong trào thi đua là cái phương tiện để cho mỗi đơn vị chúng ta tập hợp được cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên của mỗi đơn vị xoay quanh đó để chúng ta tổ chức triển khai thực hiện cái phong trào thi đua để tạo ra cái nề nếp, cái không khí trong việc thực thi nhiệm vụ của mỗi đơn vị. Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức rộng khắp đã trở thành động lực để Thanh Hóa vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2023, kinh tế của Thanh Hóa tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GDP đứng thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh thành phố có quy mô GDP lớn nhất cả nước. Năm 2024 thì ban thi đua khen thưởng xác định và tham mưu cho hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh thực hiện tốt một số các cái nhiệm vụ trọng tâm như sau. Tức là một là phát động và tổ chức thực hiện tốt các cái phong trào thi đua. Thứ hai là tăng cường công tác lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác thi đua. Tổ chức thực hiện luật thi đua khen thưởng năm 2022, kiện toàn cái bộ máy làm công tác thi đua, nâng cao cái chất lượng sinh hoạt của các cái cụm khối thi đua nhằm đáp ứng cái nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội trong cái giai đoạn hiện nay. Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đổi mới, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2024 và trong cả nhiệm kỳ 2020-2025.